chút đi nè, rồi hết đem chảnh hai bánh rồi. Dạ giữ giùm con đi. Bài từ thuốc ra giùm cái ơi bộ. Để chung này các bạn. Dạ. Cái lửa vô. Dạ. Đây. Này gan sữa luôn. Trăm phiếu luôn á, phiếu luôn. Cái này vô là nó dạng như là nó bổ sung kẽm, là nó mướt mướt lá, rồi hép nó cũng là mướt lá nữa, bịch nó phải khác biệt. Tám hay gì đó trong miếng gỗ mình không bao giờ mà nó dứt kỳ, có ít nhiều rồi. Rồi cái này nó an tâm chưa? An tâm. Cái cỡ ra rồi nó thịt về chống cái gì? Tiếc mà sợ ký gì 5 ký công. Tính nó chọn hàng ai cho con đó. Chọn đó vô xanh lá hả? Xanh chung nó hạn chế bệnh. Hồi sáng đậu mà nhờ đem có cái gấu mì theo. Ai chảy? Có bánh về nhà. Ông Tấn Sơn nó nói ngày mai ra sáng ba chồng để ăn tô cháo vô rồi thôi. Đem hạ gấu mì theo. Còn đơn đó lúa mày đói bụng rồi. Đói bụng tất nhiên là thiếu phân. Mới trả 15 ký. Sao lần nữa mà công như vậy là phải nửa bao nữa, công nửa bao nữa là nó không đứt nữa, nó kéo cắt mới được, xe không có đứt, kéo xe rớt á. Quậy cái đi bồ ơi. Xây đi, xây đi, sáng sớm. Quá vậy hàng, hít cái đưa 2 tấm. Cho nó góm cực lấy cái bồ. Dạ. Nó đâu giữ lại. Dài lúa bị đỏ, có lúc nào đưa sập hết đỏ coi. Đúng rồi. Cái hơi này nếu mà mình hết vô là bắt đầu nó nhảy mũi liền. Chịu không nổi đâu trời, pha mấy ngày của chị. Đậu ôn này cũng nước hồng nữa nè. Rồi cái chai hép cũng nước hồng luôn. Rồi cái chai 400 kia cũng nước hồng luôn. Ai nữa mà này màu hồng. Bây giờ cá nó màu gì? Nước hồng. Màu cam chứ không phải màu hồng. Cam hay hồng? Sao tôi nhớ hồng hả? Nè màu gì? Màu hồng mới chịu à. Sao nhớ màu hồng mà? Màu hồng mới chịu à. Vậy là cam giống Philia đó. Nè. Không không? Rồi khoan để đây đi bồ. Không rồi, chịu à. Đổ đi. Bỏ sao 6 ngàn ha rồi. Dạ, 6 ngàn rưỡi bác. Còn 10 gói. 65 ngàn. giữ nó đi chút đưa con. À, còn chai nữa có 3 năm bồng chưa thôi. Khui luôn đi, khui 8 khui luôn đi, đưa con luôn. Nhà còn chín thẻ kìa. Đổ vô luôn ơi. Ờ, đưa đây luôn đi. Nhà, bỏ nhà. Tôi đây, có gì đem nhà đi. Khui luôn đi, 8, đưa con luôn đi. Đó, nhập luôn. Sao ba có phân Cà Mau gì đâu mà. Đã bắt phân. Hai cái túi này bổ sữa luôn, bổ thuốc hai cái túi này sạch cho
mà cái lúa nó im lại cái sân. Thôi là đậu mới vụ tới là dắt cho mướn đất luôn á cái sân. Lo hoài tợ. Không mà quay cái khoang nó đều hút dữ ta. Cái khoang mà nó quay như cái đồ đánh bột mà. Dạ, quay đều. Quá trời bụi rồi. Sao bay cao dữ ta. Nó bay thuốc trên mây luôn rồi. Bay bển mớ rồi. Lúa này bữa nay nhiêu ngày rồi bác Tám? Đúng là bữa nay nhiêu ngày rồi bác Tám? Bữa nay tám mấy ngày chưa? 80 ngày, tám mấy ngày đúng không? Dạ. Sao bay cao dữ ta? Hạ xuống đi, đâu có gì đâu béo. Cứng cây mà, này lúa này cứng cây mà. Thôi rồi, bụi rồi. Trời, ráng đeo đi, lại quay hết vụ rồi. Mau lắm. Đây đậu mà xin cử nữa rồi. Rồi. Chỉ giải bằng cái hai cử nha. Cử hai cử nữa là xong rồi. Giải bằng nữa hả? Giải nữa. Giải hoài trời. Kỹ sư kêu kìa. Ở đây cá đây đâu mập. Ở cá để cho trời thử ăn 30 ngày. Sạch phà phà luôn kìa.
rút vàng ganh đầu vạc lại vậy quá. Căn cứ à thôi.